cho ta lắm ưu phiền. Ham giàu sang quên mất nhân tâm, ta gạt ai mai sau kiếp luân hồi, ta nợ chi khi trần gian đầy những điều ngoa. Sống kiếp lợi danh quên yêu thương trao nhau thù hận, đến cuối đời ta hai bàn tay trắng về với đất trời. Ta sống làm chi khi thế gian không còn tình yêu, ta sống làm chi khi trần gian đầy những điều ngoa. Sống kiếp lời danh quên yêu thương trao nhau thù hận, đến cuối đời ta hai bàn tay trắng về với đất trời. Hôm trước á, cảm ơn anh nhiều lắm nghe. Thôi tôi về. Vài bữa tôi ghé anh chơi. Vài bữa ghé tôi hang. À thì ra là vậy. Cứ tưởng đâu giữa thế nhà giàu là oai lắm sao. Khớm à, tao nói cho mày nghe nha, trước sau gì cũng bị khinh khi, cũng bị đuổi đi cho mày coi. Coi bộ anh cũng hối hận luôn rồi. Tao thấy cảnh ngộ anh cũng tội nghiệp. Thoát khỏi nhà ông hội đồng đâu có dễ chứ. Lóng rài anh cũng hay tới đây trò chuyện với tao cho đỡ buồn. Có khi còn mang quà bánh qua nữa. Nè, mấy con khô này anh đem qua cho tao đó đa. Trời đất ơi, Khớm à, mày đừng có nhận quà cáp của người ta nữa. Dù gì mấy cái thứ này á là của nhà ông hội đồng đó. Tao biết rồi. À Điền nè. Hả? Hồi nãy tao nghe nói á, cậu hai thua bài đậm lắm á. Cậu hai đang tìm người bán đất để gỡ gạc lại đó. Bán đất ở chỗ nào? Chỗ mé mương đó. Cậu hai đang cần tiền nên bán rẻ lắm. Anh nói tiếc, anh nói có ít tiền dành dụm định mua, nhưng không dám ra mặt. Định cậy tao đứng tên dùm. Có thiệt không đó? Không lẽ người ta tin mày dữ vậy hả? Anh cũng muốn có miếng đất đặng trồng trọt cày cấy sinh nhai. Chớ mai mốt chồng tuổi rồi, đâu có đi theo cậu hai cả đời được. Chà, coi vậy á mà cũng biết lo xa quá đã. Nhưng ngặt nổi tao đâu có đứng tên được. Tao chẳng có giấy khai sinh. Một chữ bẻ đôi tao cũng không có. Làm sao mà giúp được việc này chứ. Thấy ảnh buồn buồn tao cũng tội nghiệp. Tao có nói là tao sẽ cậy mày giúp. Hả? Cậy tao hả? Ờ, anh nghe tao nói anh cũng mừng lắm. Nhưng mà sợ mày không có khứng. Thôi, thủng thẳng hãy tính đi. Giờ nè, đợi tao một chút. Để tao chạy ù đi mua xỉ rượu rồi về nhậu với mấy con khô này hen. Chờ tao. Cô đang mừng gì mà đình đình người ta vậy chứ? À, có phải cô vâng lời những người trong nhà hội đồng theo dõi tôi đúng không? Tôi không có. Vậy chớ nãy giờ cô đứng núp trong đây bằng chi hả? Nếu mà cô là người đường hoàng á, sao lại đình đập người ta?
Cô nói đi, cô nói đi. Ai sai cô đến đây? Nói đi. Cô không nói đúng không? Tôi lôi cô về nhà hội đồng luôn. Anh buông tôi ra đi. Anh làm gì tôi đau á. Nè, bỏ cái thói đi rình người khác đi nghe chưa. Về á, nói với mấy người đó đó, thằng Điền này á là người đường hoàng chân chánh, không biết sợ sệt cái chi hết. Đừng có hòng mà bài chuyện quấy rồi hại tôi. Đi về đi. Đi về đi. Về mà học lại cho họ nghe đi. Rình rình, mò mò. Sao chưa có về nữa? Anh nói với anh khóm là phải về chừng cái người gia nhân của cậu hai nghe. Họ đang lập mưu đặng dụ hai anh phạm tội đó. Có rượu rồi nè. Mày đang suy nghĩ đến chuyện mua đất của con cha đó hả? Thôi, có giúp được người ta thì giúp, chớ dụ dự chi mày. Mày kể lại cho tao nghe cái chuyện mày gặp người đó đi. Ủa, kể nữa hả? Ừ. Mày kể lại cái lúc á nó bị thằng Hai Hoàng đánh đó. Mày phải kể cho thật chính xác nha. Cậu ba, dạ tôi chờ cậu nãy giờ đó cậu. Có chuyện gì sao? Có người lén bán đám ruộng nhà mình đó cậu. Bán ruộng? Dạ. Ai mà gan lung vậy? Sao không biết? Dạ, bây giờ mình lên trên đó đi, kẻo không kịp. Mình vừa đi vừa nói nghe cậu. Ừ. Mình đi nghe cậu. Thưa ông Biện Tứ, đây là anh Điền. Ảnh bằng lòng mua miếng đất của nhà ông hội đồng Bùi, nên có mang theo bạc tới. Mày có đem đủ bạc không? Dạ. Đưa đây cho tao, tất cả là 50 lạng. Dạ đây à. Số bạc này đủ rồi, mày điểm chỉ vô tờ giấy này đi. Sau khi làm thủ tục mua bán xong thì coi như miếng đất này là của mày đó đa. Mau điểm chỉ vô đi con. Đừng nhút nhát. Một chút nữa thôi, tao sẽ ra đó công đầu mày lại đánh cho mày nát thấy. Đặng từ này về sau mày đừng có giải mà trông nhận tao nữa. Xong rồi, thằng Điền đã điểm chỉ vô rồi đó đa. Bạn đã. Dạ chào cậu ba. Dạ dạ dạ. Dạ mời cậu ba ngồi. Ông Biện Tứ, ông có biết là ông đang cùng với mấy người này làm chuyện phi pháp không? Ừ? Đây là đất thuộc quyền sở hữu của gia đình tôi. Ai là người dám đứng ra bán mảnh đất này? Dạ, dạ là do thằng này á, nó cậy tôi ra làm chứng á. Nó chỉ là người ăn cái ở trong nhà tôi, quyền hạn gì mà đòi bán đất của chủ. Ờ, dạ dạ. Mày gan quá nghe mày. Đất của chủ mà mày cũng dám bán nữa. Mai thằng Điền nó nhanh trí, nó biết có chuyện mờ ớ, nên nó kêu tao mời cậu Ba Lâm tới đây mới ngăn cản kịp thời đó đà. Lôi nó về nhà. Ra chỗ, ra chỗ này. Dạ. Cậu Hai ơi, cậu Hai ơi, cứu con cậu Hai ơi. Cậu Hai ơi, cậu Hai cứu con. Cậu Hai cứu con cậu Hai ơi. Cậu Hai. Trời ơi, cái thằng mày khốn nạn. Thằng khốn nạn. Thằng Hai. Thằng khốn nạn. Anh cũng có mặt ở đây nữa sao? Anh có biết chuyện bán đất này không? À, đây là đầy tớ của anh mà. Việc này là sao vậy anh Hai? Cái thằng khốn nạn. Cậu Hai, tha con cậu Hai. Mày có túng rối thì nói với tao.
tao cho mượn một ít bạc. Con, tại sao mày thừa lúc tao say rượu? Mày dụ tao. Con, ký tên vô cái tờ giả mạo là sao? Con, mày, con, mày khốn nạn quá mà. Mày đi về đi, tao chôn sống mày tao mới hả dạ. Đi mày. Đây. Tôi hiểu rồi. Là do đầy tớ của anh tự ý mà việc này đúng không? Ừ. Được rồi, vậy là tôi yên tâm rồi. Chỉ sợ là anh hai đang có chuyện gì khó nói nên giấu gia đình bán đất đó đã. Anh làm gì mà tới nỗi phải bán đất bán ruộng chứ? Chẳng qua là anh có một chút sơ suất, cho nên cái thằng khốn nạn này nè, nó mới gạt anh, nó lừa anh. Thôi được rồi, việc này anh muốn tính sao với nó thì tùy ý. Tôi về đây. Thiệt tình là tao không biết nó dám dựng chuyện gạt tao như vậy. Uổng công á, tao coi nó như bạn bè, tức quá nè. Tao mà gặp lại nó đó, tao không tha mạng cho nó đâu. Tao nghĩ lần này nó cũng no đòn rồi, khỏi cần mày phải ra tay. Không ngờ cậu Hai Hoàng nhỏ mọn lung quá. Chuyện qua lâu rồi mà lại kiếm chuyện trả thù tao với mày miết chứ. Nhưng mà Điền nè, cớ chi mà mày lại biết cậu Hai Hoàng dựng kế hại mình, còn kêu chú Bụng á báo tin cho cậu Ba nữa? À, hèn chi mày bắt tao kể đi kể lại cái chuyện mà tao gặp thằng Nóc. À, cũng may á là có người mách nước cho nên tao mới đề phòng đó. Ủa, ai mà tốt bụng quá đa? Mày hỏi đặng bằng chi? Hỏi để biết, để cảm ơn người ta chứ. Thôi, mày biết làm cái giống chi? Người ta không có cần mình mang ơn như vậy đâu. Nè, cậu ơi, sao mà bắt được? Đưa đây. Ê, à. Cậu tôi mới về. Hey, hey, hey. Sao nghe nói cuối tháng cậu mới về mà? Đúng ra cuối tháng mới được nghỉ, nhưng mà thầy giáo bị bệnh nên tôi về sớm mấy hôm. Bà ba mà biết cậu về chắc mừng lung lắm. Để em chạy về nhà báo tin. À, Hương nè. Tôi muốn ở đây hóng mát một chút nữa. Thủng thẳng mà về nhà cũng đâu có muộn đâu. Dạ. Lóng rài em thấy cậu ốm đi nhiều. Bộ cậu thức khuya học bài phải không? Ừ, thi cử sắp tới nơi rồi, cho nên tôi phải học ngày học đêm. Chứ Hương thấy tôi ốm thiệt hả? Dạ, nhìn cậu xanh miết à. Nhưng mà không sao đâu. Cậu về nhà bà ba lo tẩm bổ cho cậu, rồi cậu sẽ mau lại sức mà. Nói nào ngay,
không ở đâu được tự do tự tại bằng ở nhà mình hết. Phượng biết không, về đây tôi thấy vui lung lắm. Vậy sao cậu cứ ở miết ở trên đó giờ? Tại vì tôi phải ráng học cho xong đặng lấy được cái bằng, chứ theo nguyện vọng của cha tôi chứ. Em biết, nhưng mà trời đất ơi, bà con ơi, có người chết đuối, bà con ơi, có người chết đuối nè, bà con ơi, có ai giúp giùm đi. Cậu Út, trời ơi, có người chết đuối, bà con ơi, giúp giùm đi, mẹ lên, hình như con có ngồi độc mùi. Cậu Út, Hương Hương, để tôi. Chị Hương, cậu Út, nguy hiểm quá à. Tư à, xin má bình tĩnh lại. Chuyện trước mắt á là phải lo cho em con đã. Cái gì? Cái gì vậy? Chuyện gì vậy? Trời ơi, cớ gì mà thằng Út bị té xong như vậy? Có sao không? Con kia, mày ở đâu mày để cậu Út té xong vậy? Chỉ có cái việc coi sóc cậu Út thôi mà cũng không nên thân nữa. Trọng, dạ. Con về hồi nào mà sao quần áo con ướt mềm vậy con? Hả? Dạ, dạ. Dạ con vừa về. Ừ, con thấy thằng Út bị té xong cho nên con chạy giác xốc nước nó về đây. Thôi Trọng, con đi thay đồ đi, coi chừng bị cảm lạnh đó con. Ở đây có mấy má lo được rồi. Đi mau đi con. Dạ, đi đi má. Con đi. Dạ. Đi đi. Dạ. Đi. Con mau tỉnh lại đi con. Con em mà Tư, có về gì chứ. Bình tĩnh lại đi em. Bình tĩnh lại. Em Tư, em Tư à, đã sai người đi kêu thầy chưa? Cái gì mà khóc như vậy, nó đã đến nỗi nào đâu. Dòm sắc mặt nó hồng hào lại rồi kìa. Tại em Tư sợ quá nên hốt hoảng vậy thôi. Mà đứa nào đi kêu thầy mà lâu quá vậy? Dạ đi nãy giờ rồi đó bà hai. Chuyện xảy ra như thế nào con kể cho bà nghe coi. Hồi nãy con dẫn cậu đi chơi mà, cớ chi còn lại để cậu gặp nạn như vậy chứ? Dạ tại con, con chuyện này mày khó nói lắm đúng không? Con có chứng kiến chuyện này nữa sao? Lúc đó con cũng có mặt hả? Dạ không thưa má hai. Nhưng mà người phát hiện ra thằng Út té xong á, học lại cho con biết. Họ nói chẳng qua là con này nè, nó ham nói chuyện với một thằng con trai cho nên bỏ quên thằng Út, tới nỗi thằng nhỏ trợt chân té xuống sông mà nó còn không hay không biết. Thiệt gì hả? Cái con này mày muốn chết hả? Nhưng mà cái thằng nào được nói chuyện với mày? Là ai thì má cứ việc tra hỏi đánh đập nó, rồi chắc chắn má sẽ biết thôi mà. Cậu hai nói đúng không? Mày khai thiệt đi. Dạ, 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 dạ đúng, dạ đúng. Vậy mày nói chuyện với ai mà mày quên cậu Út hả? Dạ con không có ham chơi bỏ cậu Út, chẳng qua là tại cậu. Tại cậu Tư về đi ngang đó, thấy con dẫn cậu Út đi, cậu đứng lại hỏi han dăm ba chuyện. Anh Tư, anh Tư à, anh Tư, tao đuổi mày, để mày chậm lại đi em Tư, tao, chứ không phải để mày lo đẹp đúng trai gái nghe chưa? Con khốn anh nè, Tư ơi, mày anh có Tư chết, nét thay mày bình ra đi em, hết tội nghe chưa? Con khốn bình nè, bình tĩnh lại đi, con... em Tư à, dẹt ra, chị con Binh nó nữa hả? Cũng tại chị không có chịu dạy con cái cho đàng hoàng tử tế, nó thừa biết con Hường đó là vợ của thằng Út, là em dâu của nó mà. Đừng nói cái gì về nhà mà nói.
Tại sao lại lén lút gặp nhau ở ngoài đường? Thằng Út nó té xong, một phần cũng do nó đó. Em Tư à, em đừng có giận quá rồi nói tầm xàm. Thằng Tư nó chỉ tình cờ về ngang qua đó, rồi gặp con Hường với thằng Út, nên dừng lại nói vài câu vậy thôi, chứ nói với con Hường có tình ý gì đâu. Tình ý hay không thì Tư tôi nó biết. Đúng là nuôi ông thấy áo thôi, mà thôi, Tư, em Tư. Lâu nay tao nuôi mày trắng da đỏ thịt, để cuối cùng mày trả ơn tao như vậy hả? Em Tư, nhưng mày biết lo cho trò bổn phận. Thôi thôi, thì con tao đâu tới nỗi té xong. Tao phải đánh đát thay mày thì mới hả giận. Em Tư, đừng làm như trò Tư. Em Tư, thôi thôi mà. Chị Liễu phải lo răng đây thật trọng đi. Nó là người có học, nó phải biết luân thường đạo lý chứ. Đừng có mà đi quá trớn rồi mang nhục đó nè. Nói cho cùng á, cái tội lớn nhất cũng là con này, không thể tha thứ cho nó được. Thôi thôi em. Dạ dạ dạ, dạ, dạ thưa bà, tôi rước thầy tới rồi ạ. Thầy ơi, thầy cứu giùm. Ừ. Mọi người không nên xúm quanh đông dày, ngột ngạt lắm. Cậu Út á chỉ là do cơ địa sẵn yếu à, nên khi mà té xuống nước á, rồi do dùng dãy mạnh quá, rồi đuối sức bất tỉnh vậy thôi. Ừ, rồi một lát nữa cậu sẽ tỉnh lại. Thầy Năm chẩn đoán vậy cũng mừng. Thôi chị em mình ra ngoài để thầy còn chữa bệnh cho nó. Thôi dậy ngang. Ừ, cũng may là cậu Út đã được sốc hết nước, nên cũng không hại gì tới tánh mạng. Nhưng mà giờ cậu còn mệt lung lắm, cần phải tĩnh dưỡng và thuốc thang vài ngày. Bây giờ tôi về bốc thuốc cho cậu. Bà phải giữ ấm cho cậu, nhớ là phải cho ăn cháo và uống nước trà gừng nghe không? Dạ. Ừ, nhưng mà nhớ ít nhiều gì cũng phải cho ăn á. Dạ. Tôi về hút thuốc và tôi trở lại liền. Thầy, bà Vũ. Dạ. Mời thầy ra rồi xuống bếp nấu liền cho tôi tô cháo. Dạ dạ. May cho mày là cậu Út phước lớn mạng lớn đó đà. Tao nói cho mày biết, cho dù con tao thoát nạn thì tao cũng không tha cho mày đâu. Quỳ suốt bên cạnh thằng Út cho tao, coi như mày tạ lỗi với nó. Quỳ cho tới khi nào nó thức dậy, nó tha lỗi cho mày, thì mày mới được đi ra ngoài. Tại trời Phật đã phù hộ cho con tôi. Dạ bà cả, dạ cậu hai, dạ cậu Út khỏe chưa bà? Thiệt á là trời xui đất khiến, đúng lúc mà cậu Út té xuống sông á thì tôi cũng mới vừa đi ngang qua đó. Nếu mà tôi không dòm thấy là cậu Út chìm liễm rồi đó đa. Mà nói nào ngay, tôi đâu có biết đó là cậu Út nhà này. Thấy người té xuống sông thì tôi lật đật la lên cho mọi người tới cứu thôi. À, nói vậy là chị đã xây 7 cánh chùa rồi đó đa. Ủa bà nói gì chứ? À tôi hiểu rồi. Ý bà muốn nói là tôi cứu một mạng người còn hơn là xây 7 cánh chùa phải không? Cứu người là việc phải mần, chứ tôi đâu có nghĩ ngợi gì đâu bà. Dẫu sao á, cậu Út cũng là con cầu con khẩn, cứu được cậu là tôi vui rồi. Trời ơi, nào giờ tôi chỉ nghe người ta đồn đãi thôi, chứ tôi đâu có biết nhà ông hội đồng chàng ơi kinh dinh hực hở quá đã. Chắc phải tu chính kiếp á, mới được ở trong nhà này phải không? À, bà nói nãy giờ mỏi miệng chưa? Giờ thì đi về kẻo trễ nha. Dạ, tôi muốn vô gặp bà Tư, đang hỏi thăm cậu Út. Nếu bà Tư biết tôi là người cứu mạng cậu Út thì thế nào cũng cảm ơn tôi. Bà đừng có chờ đợi chi cho mất công. Lúc này là bà Tư đang lo lắng cho cậu Út, không có quan tâm là ai đã cứu cậu ấy đâu. Ủa, nhưng mà tôi cũng có công cứu cậu Út mà. Ít nhiều chi thì tôi cũng chẳng lẽ không có gì. Vậy mà nói là làm ơn làm phước đó. Ông Bốn à. Dạ. Đi ra đưa bà này về. Dạ. Vậy mà cũng nói là làm phước. Đi. Tôi chưa gặp bà Tư mà sao kêu tôi về? Tôi là người ơn chứ bộ. Mấy người đối xử với tôi tệ bạc như vậy đó hả? Một chén trà cũng không có mà uống nữa. Thôi đi. Buông ra.
Người ta nói có sai đâu. Mấy người giàu tiền giàu bạc, nhưng tình nghĩa thì cặn queo hà. Bà, đi. Để từ từ đi, làm gì dữ vậy? Hai Hoàng. Dạ. Đứng lại đó. Con thiệt là bực mình hết sức à. Tại sao con nói với má là đã sắp đặt đâu vô đó tất cả mọi chuyện rồi? Có sai người mần việc là cũng phải cẩn thận dòm trước ngó sau chứ. Má ơi, con cũng đâu có dè là thằng Út nó phước lớn mạng lớn như vậy đâu chứ. Con đã dặn dò tụi nó phải kỹ càng rồi. Tự nhiên người đàn bà lại xuất hiện đúng lúc đó, làm sao con đỡ cho được? Thiệt ra thằng Út cũng chưa chắc qua khỏi cơn nguy kịch đâu. Coi bộ hơi thở của nó cũng yếu lắm. Đâu có. Con thấy thầy nắm bắt mạch cho nó, ông nói là không có hại gì hết trơn mà. Con khờ quá. Nó không có hại, mình làm cho nó trở thành có hại. Nhưng mà má ơi, con thấy má Tư kỳ này là sợ lung lắm rồi. Con thấy má Tư nổi giận, muốn ăn tươi nuốt sống con Hường luôn á. Tất nhiên rồi. Con biết thằng Út là sinh mệnh của cổ mà. Nếu như thằng nhỏ có mệnh hệ nào thì chắc gì cổ sống yên và thảnh thơi trong cái nhà này. Ngay cả chuyện thừa hưởng gia tài theo cái di chúc của cha con để lại, cổ cũng không có phần nữa. Còn con Hường, cái số của nó là số khổ, chứ má con mình cũng đâu có can dự gì tới nó đâu. Vậy bây giờ mình tính sao hả má? Con cho người đi dò hỏi có ai thấy thằng Út bị xô xuống nước không. Má sợ người ta thấy nó té là sẽ thấy cái người xô nó xuống nước đó đa. Liệu mà giải quyết mọi chuyện cho êm xuôi nghe. Má yên tâm. Dạ dạ. Còn chuyện sắp tới để má lo cho. Dạ má yên tâm đi, cứ để cho con. Bà ơi bà. Đúng là cái bà ăn nói hồ đồ quá đa. Ra tới cổng mà còn qué qué muốn điếc cái lỗ tai luôn. Bà có cần kêu người tới thị uy cho bà sợ không? Rủi mà bà ăn nói bà sầm bà láp là mất uy tín của gia đình mình đó đa. Ba cái chuyện lắc sắc đó ông không cần phải bận tâm. Tôi có việc này cho ông lo nè. Việc gì bà? Ông nhớ làm gì? Ông cầm ít bạc để xây xài với người ta. Dạ thôi, tôi đã nợ bà một mớ bạc mà 10 năm nay tôi trả không nổi thì lòng dạ nào. Tôi lấy thêm bạc của bà. Tôi đâu có đưa bạc cho ông xài. Em Tư à, sinh mệnh của em cũng đang dần dần tuột khỏi tay em rồi kìa. Cuối cùng thì cái ngày mình chờ đợi bao nhiêu lâu nay cũng tới. Để coi, mày mất đứa con trai này rồi thì còn chỗ đứng trong nhà này nữa không chứ? Má, thằng Út đỡ chưa má? Vậy có mời doctor về chữa trị cho nó chưa? Có mời thầy Lan rồi. Thầy bắt mạch á, nói thằng Út đã qua cơn nguy kịch. Má, lẽ ra phải mời doctor, chứ tại sao mời thầy Lan? Thôi con à, con đừng có xen vô chuyện của má Tư nữa. Nghe má hỏi nè, lúc đó con đứng nói chuyện với con Hường, không ai coi ngó, nên nó bị té xong đúng không con? Trọng à, chuyện này mà anh ba con biết được thì thế nào con cũng bị rầy. Ngay cả má đây cũng bị người ta rầy, nói nặng nói nhẹ không biết dạy con đó đa. Con xin lỗi má, nhưng chuyện này thật ra không phải hoàn toàn như vậy đâu má. Thôi má không cần biết như thế nào, con nên tránh xa con Hường ra đi, chứ không thì mang tai mang tiếng khổ lắm con à. Má à, má nói vậy là oan ức cho Hường rồi. Cổ đâu có mần chuyện chi quấy đâu má. Mọi người cứ khinh rẻ cổ, cũng vì cổ là đầy tớ.
Nhưng mà đệ tớ cũng là con người, cũng biết vui biết buồn mà má. Trọng à, từ nhỏ con lớn lên ở đây, con cũng biết rõ thân phận của má con mình mà, đúng không con? Khi cha con còn sống thì má con mình cũng không được coi trọng. Huống chi bây giờ cha con đã khuất, má con mình càng bị chèn ép ức hiếp nhiều hơn. Nói thiệt với con, nếu không vì con, má không muốn sống trong cái nhà này thêm một ngày nào nữa hết á. Má má tha lỗi cho con nghe má. Con làm cho má phải lo lắng, buồn phiền lung quá. Má không hề ghét con Hường, nhưng mà má có linh tính, nó sẽ đem lại những điều không may mắn bất kể người nào gần gũi nó. Ví như thằng Út nhà mình, con thấy không? Trọng à, với con, việc học là hệ trọng nhất. Con ráng học thành tài, đặng làm tròn ước nguyện của cha con, và cho má được hãnh diện vì con đó đa. Dạ, con xin vâng lời má. Con còn nhớ trong di chúc cha con đã nói gì không? Nếu con học hành tới nơi tới chốn, lấy bằng tú tài, thì má con mình mới được hưởng phần gia sản thuộc về mình. Con hãy ghi nhớ điều này trong tâm nghe không con? Dạ, con luôn ghi nhớ. Con hứa sẽ không làm cho má lo lắng nữa đâu. Má tin con. Còn chuyện này nữa, thế nào anh ba con cũng biết chuyện này. Con liệu mà tìm lời phân tỏ cho anh con đừng giận nghe con. Dạ, con sẽ có cách nói cho anh ba hiểu. Vậy thôi, con về phòng nghe má. Ba Lâm, con về rồi hả? Thôi vô nhà uống chút nước cho đỡ mệt đi con. Bà con biết chuyện gì chưa? Nhà mình mới xảy ra chuyện rồi đó. Thằng Út té xong, bây giờ nó mê man nằm ở trong á. Thằng Út đi đâu mà té xong? Không ai coi ngó nó sao? Tất cả là tại con Hường hết á. Nó ham chơi, nó bỏ mặt thằng nhỏ. Mà nói nào ngay á, cũng tại thằng Tư Trọng đó đà. Nếu nó không gian ca với con Hường á, thì đâu có tới nỗi thằng Út gặp nạn. Tư Trọng về rồi sao? Ừ, nó về hồi trưa. Ủa, con nghe má kể cho tỏ, con đi đâu vậy Ba Lam? Thưa anh ba, em mới về. Trọng hả? Ngồi đi. Dạ. Lóng đại việc học hành của em sao rồi? Dạ, cũng tốt anh. Em đang ôn bài cho kỳ thi sắp tới. Về thăm nhà xong là em lại lên trên đó nữa. Học hành cũng phải có chừng có mực. Anh thấy em xanh xao lắm đó. Thức khuya học bài lung lắm hay sao? Hay là dương vấn tơ tình với cô nào ở trên đó? Dạ không, anh ba. Anh nói chơi hoài. Em chỉ bận học, chứ đâu có bận tâm gì mấy cái chuyện tình ái đâu anh. Anh cũng chỉ chọc cho em vui thôi. Có gì đâu mà em hốt hoảng dữ vậy? Dạ. Em chưa bao giờ dám quên lời dạy của anh lúc lên tỉnh học. Với lại em càng không muốn mình trở thành một đứa con bất hiếu. Ý em á là em làm sai di nguyện của cha. Em cảm thấy em ăn năn lắm. Cho nên em quyết á, em sẽ không để cho anh ba thất vọng về em đâu. Anh biết em là một đứa học hành giỏi giang nhất nhà. Với lại em biết lo nghĩ thấu đáo như vợ, anh cũng rất vui. Nè, nếu như mà có gặp chuyện chi khó khăn thì cứ nói với anh ba. Dạ, em cảm ơn anh ba. Anh ba, anh không hỏi em về chuyện thằng Út sao? À, việc này anh có nghe má kể lại. Nhưng anh biết em là người có ăn có học, thấu tình đạt lý. Chẳng lẽ em không biết phân biệt được phải quấy hay sao? Dạ, cảm ơn anh ba đã tin em. Thằng Út đỡ nhiều chưa má Tư? Con, nó cứ nằm thiêm thiếp từ chiều tới giờ. Nhìn nó mà má teo ruột, héo gan đó con ơi. Ủa má Tư, má Tư chưa ăn uống gì hết phải không? Hồi nãy không thấy má ra ăn cơm. Lòng dạ nào mà ăn với uống hả con? Thằng Út nó bị như vợ, má phải càng ăn uống nhiều hơn.
để có sức khỏe mà lo cho nó chứ má. Con đã dặn quản gia rồi, nếu mà cần chi á thì mình đưa nó lên bệnh viện trên tỉnh. Mà cảm ơn con. Út ơi, anh ba vô thăm con nè con. Con thức dậy nói chuyện với anh ba đi con. Tội nghiệp thằng nhỏ hết sức, nó mê man hoài, không có tỉnh. Thôi, má cứ để khi nào em khỏe thì báo cho con biết. Con đi về phòng đi. Má cảm ơn con. Con xin lỗi cậu ba. Cũng lại là mày nữa. Mày có đuôi hay sao mà không thấy là cậu ba đứng đó? Đúng là cái đồ sớm xác. Tao không hiểu cớ chi tao lại giao cậu Út cho mày chăm sóc nữa. Mày á, đúng là tai họa của má con tao đó đa. Cái con này, mày đút lẹ lẹ lên còn ngồi đó nữa. Ủa ông Bốn, bộ bà Tư kêu ông tới lấy thuốc cho cậu Út hả? Tôi biết là bà nóng ruột, nhưng mà tôi phải tới đây gặp bà dặn thêm mấy chuyện. Khoan đi đã, tôi có chuyện muốn nói với ông. Cớ chi ông mà xúi giục tôi mận chuyện ác nhân thất đức lung vậy? Tôi mận nghề thầy thuốc mấy chục năm rồi, chỉ thấy người ta đưa tiền năn nỉ cứu mạng, chứ chưa thấy ai đưa tiền đặng giết người hết. Tôi sợ lắm, tôi không có làm được đâu. Việc này nói ra dông dài lắm, ông không lường trước được đâu. Ông chỉ cần cầm số bạc và mần y như lời tôi dặn, tôi cam đoan với ông sẽ không ai biết. Cho nên ông đừng có sợ sợ chi hết. Cậu Út cũng đã yếu lắm rồi, nếu cậu uống thuốc mà không qua khỏi, đó là chuyện thường tình, làm sao người ta nghi ngờ không được. Nhưng tôi áy náy lung lắm ông à. Lương tâm của một người thầy thuốc không cho phép tôi mần chuyện hại người như vậy. Tổ nghiệp sẽ trừng phạt tôi, rồi tôi đâu có tiếp tục hành nghề được lâu dài. Ông đâu cần bốc thuốc chữa bệnh chi nữa cho cực tấm thân. Ông mà mần xong việc này, ông sẽ nhận được số bạc rất là lớn, đủ cho ông sống an nhàn suốt quãng đời còn lại. Nhìn đi, có bao giờ ông nhìn thấy số bạc lớn như vậy chưa? Ông đừng có lo lương tâm cắn rứt. Ông đâu có tự tay giết người đâu, chẳng qua là do căn số của mỗi người thôi. Xong việc tôi nghĩ ông cũng nên rời khỏi nơi đây đi, dọn lên tỉnh mà sống cho sung sướng tấm thân. Nhưng tôi có thể biết ai sai ông kêu tôi mẫn chuyện này không? Ông biết làm cái giống gì chứ? Biết nhiều quá có ngày mang quá vô thân nữa đó. Họ bỏ ra số bạc lớn mua chuộc được ông, thì họ cũng có thể dùng tiền để bịt cái miệng ông lại. Đừng có tò mò nữa, lo mẫn chuyện của mình đi. Tôi nói như vậy ông hiểu rồi chứ? Giờ thì ông qua về hút thằng thuốc khác, đưa cho bà Tư để bà chờ. Đi hướng này. Cớ chi thằng Út nó đã uống thuốc mấy bữa nay rồi mà vẫn chưa tỉnh lại hả thầy? Tôi thấy lo cho nó quá. Thầy coi có nên đổi thuốc khác không hả thầy? Tại cơ địa của cậu yếu, cần phải có thời gian thuốc mới thấm được. Bà đừng sốt ruột, uống thuốc nam phải từ từ chứ. Vài bữa cậu khỏe lại liền ha. Dạ, thuốc của cậu Út. Con phải ráng uống miếng thuốc cho mau khỏi bệnh nha con. Con cứ đau như vậy hoài mà sống làm sao nổi. Nó
không có nuốt được thầy ơi. Thầy coi có cách nào khác không thầy? Y như là thằng nhỏ nó không hợp với thuốc hay sao á. Uống vô bao nhiêu là cứ trào ra bấy nhiêu à. Thầy Năm à, coi đổi thuốc khác đi thầy. Dạ tôi cũng thấy hơi lạ đó. Vậy thôi để tôi đổ thuốc khác cho cậu ấy nghe. Dạ thôi xin phép hai bà tôi về. Dạ. Thiệt là nhìn thằng nhỏ mà chỉ muốn rơi lụy đó đa. Đã ốm yếu mà còn gặp vận hạn gì đâu không à. Mấy bữa nay thấy em rối trí quá chị cũng chưa tiện nói. Chứ bệnh tình của thằng Út như vậy chắc uống thuốc cũng không hết được đâu. Nó bị té xuống sông nên e rằng hồn dĩ vẫn chưa nhập được xác của nó. Chị nghe nói phải nhờ thầy cúng bái để gọi hồn nó về. Mai ra nó mới mau tỉnh đó em Tư à. Chuyện này có thiệt không chị? Thì chị cũng hỏi thăm rồi được người ta bài biểu như vậy đó đa. Nghe đồn ở xóm trên có ông thầy Pháp cao tay lắm. Mấy cái chuyện gọi hồn nhập xác ông ấy rất là rành. Hay là mình cứ thử mời ổng về cúng coi sao em nha. Chị nói vậy em thấy được không? Tư à, có bệnh là phải giái tứ phương. Biết đâu nhờ vậy bằng Út nó khỏi bệnh. Nói thiệt chị em, mấy đêm nay chị không có ngủ được. Chị cứ đọc kinh khấn vái suốt đêm cho thằng Út nó tai qua nạn khỏi. Dạ, em cũng hết cách rồi. Em sẽ nghe theo lời chị, thử một phen. Biết đâu thằng Út nó tỉnh lại thì sao? Được rồi, để chị kêu ông Bốn lên xóm trên mời thầy về cúng. Tốn kém bao nhiêu mình cũng phải ráng phải chịu em à. Miễn sao nhỏ nó được mạnh lại thôi. À, sẵn á, mời thầy về rồi ổng coi phong thủy nhà mình luôn, để giải hạn cho cái nhà. Trời ơi, không biết tại sao bao nhiêu chuyện nó cứ liên tiếp xảy ra như vậy nè. Kể như một công đôi ba chuyện đó em à. Dạ. Em nghỉ ngơi nha. Để chị về phòng đọc kinh cầu nguyện cho ông Út nha. Dạ. Hường à. Dạ. Ra đây con. Dạ. Hường nè, phàm ở đời tình nghĩa vợ chồng là sâu nặng nhất. Chồng con đang đau bệnh như vậy á thì phận làm vợ con phải chịu cực chịu khổ mà lo lắng chăm sóc cho chồng. Cho dù có phải hy sinh tánh mạng để cứu chồng, con cũng không được chối từ, nghe chưa? Lớn chuyện rồi cậu. Chuyện chi vậy chú? Cậu Út tắt thở rồi cậu. Nếu mày muốn như vậy, ngày mai tao sẽ lên tòa ly dị với mày. Vì mày độc quá nên không thể sanh một đứa con nào cho tao hết. Tao sẽ cưới vợ khác.
để sanh một chút đứa con cho mày coi. Trong di chúc, ông hội đồng có nhấn mạnh hai điều như sau. Điều thứ nhất là khi cậu Út được 18 tuổi, thì bà Tư và cậu Út sẽ được hưởng 1/8 gia tài. Còn điều thứ hai, nếu cậu Út có mệnh hệ gì, thì số tài sản đó sẽ được giữ lại và thuộc về người con trai nào sanh được đứa cháu nội đầu tiên. Hôm nay, con thấy ma Tư thân sơ thất sở như vậy, còn để ma quá đa. Chỉ trong một ngày mà ma Tư mất hết tất cả, chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Đâu phải ai cũng bằng được như má đâu, đúng không?